Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 56 Của bộ truyện Định Càn Khôn Tác giả thiêm thảm thổ đậu qua giọng đọc của Phi Tùng Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio Để mà cập nhật những tập truyện mới nhất Cảm ơn các bạn rất là nhiều và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện Lại nói ngay khi mà Lâm Động đang tiến vào thời điểm tu luyện quan trọng Ở trong thành đại khôi xa xôi kia Toàn bộ âm khôi tông cũng tiến vào một trạng thái cực kỳ hỗn loạn Nhìn những cao thủ âm khôi tông đang nhanh chóng tụ họp lại Tuy rằng rất nhiều người không biết bọn chúng đến tột cùng là muốn làm gì Nhưng mà trong lòng ai đấy đều hiểu Lần này hẳn là có người gặp phải chuyện không may mắn rồi. Ở quận Đại Hoang này đắc tội với cả Âm Khôi Tông, vốn dĩ luôn luôn là âm hiểm ngoan độc, là một việc làm cực kỳ là ngu xuẩn. Ở thành Đại Khôi, phân bộ của Âm Khôi Tông. Ở bên trong một đại sảnh rộng lớn, thân ảnh đông đúc, một bầu không khí vô cùng nặng nề lan tràn ra. Đầu óc mọi người ở nơi này ai nấy đều như là có một tảng đá đè nặng lên. Ngay cả tiếng hít thở cũng bất giác trở nên suy yếu đi rất là nhiều. Trong đại sảnh này, dường như tất cả các cao tầng của phân bộ thành đại khôi đều tụ hội ở đây. Nhưng mà lúc này bọn họ ai nấy cũng đều cúi gầm mặt xuống. Ánh mắt không dám nhìn lên người ngồi ở vị trí thủ vị cả. Ở đó đang có một lão già, thân mặc bà áo bào xám, đang ngồi yên lặng ở trên đó, Tuy trên gương mặt già nua khô quắt không có bất cứ một thần sắc gì Nhưng bất cứ mọi người đều có thể cảm thấy được khuôn mặt vô cảm đó đang toát ra một sát ý điên cuồng Ở trung tâm của đại sảnh Có hai thân ảnh đang run run dày dày, cúi gầm mặt Chính là hai gã mũi ưng đã cùng với cả hoa tông truy sát lâm động trước kia Bọn chúng lúc này cơ thể không ngừng run dày Hiển nhiên là trong lòng đang cực kỳ sợ hãi theo như lời các ngươi nói là hai người các ngươi trung kế điệu hồ ly sơn của đối phương mới khiến cho tông nhi rơi vào hiểm cảnh sao nghe lời thuật lại run run của hai gã mũi ưng lão già áo xám ngồi trên thủ vị cũng đạm mạc mở miệng giọng nói của lão ta có vẻ đặc biệt khàn khàn và âm lãnh chỉ nghe thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi dạ hoa trưởng lão lúc đó chúng tôi cứ tưởng là hoa hộ pháp Ờ, có thể giải quyết tên tiểu từ đó một mình được dường như cảm thấy được một tia không tốt từ trong lời nói của lão già áo bào xám gã mũi ưng vội vàng biện dài phành nhưng mà hắn còn chưa kịp dứt câu thì một luồng nguyên lực cực kỳ là hung hãn đã xông tới đánh thẳng vào trên người quán khiến choán bay ngược trở ra cuối cùng đập mạnh vào một cây cột một ngụm máu tươi lập tức phun ra từ miệng phế vật nhiều người như vậy đi bắt một tên tiểu súc sinh thì nhưng lại chết nhiều người như vậy Lưu lại bọn bay thì còn ích lợi gì nữa Ngữ khí của lão già áo bào xám cực kỳ âm lãnh Ánh mắt lãnh liệt chẳng khác nào ác quỷ Dạ thuộc ạ, à, thuộc ạ à, đáng trách Miệng của gã mũi ưng kia phun ra một ngụm máu tươi Cũng không dám miệng dài nữa mà sắc mặt trắng bạch nói Hoa trưởng lão Tuy là bọn lý chấp sự có chút thất trách, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Việc gấp trước mắt thì chính là bắt cho bằng được tên tiểu xúc sinh kia, báo thù cho Hoa Hộ Pháp. Một gã trung niên tợ hồ có chút địa vị ở đây đột nhiên mở miệng mà nói. Tên tiểu xúc sinh kia có vẻ rất là xảo quyệt, bây giờ e rằng đã trốn vào núi sâu, muốn tìm hắn ta cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Có một gã trung niên khác cũng thở dài nói Phát lệnh truy nã Lý cầu Đem hình dáng của tên tiểu súc sinh đó vẽ ra Truyền đi khắp cả quận Đại Hoàng Ta muốn hắn ở quận Đại Hoàng này Không còn trốn nương thần Trên ghế thủ vị Lão già áo bào xám kia lại một lần nữa Âm lãnh mở miệng mà nói Vâng Nghe thấy vậy gã mũi ưng vội vàng cung kính mà đáp Dựa vào thế lực của âm khôi tông ở trong quận đại hoang này Nếu như phát lệnh truy nã Đối tượng bị truy tìm kia chắc chắn sẽ phải khổ sở nhiều lắm Còn Trần chấp sợ Dẫn ta tới chỗ của Tông Nhi bị giết Tên tiểu súc sinh đó Nếu cho rằng như thế là có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Lão Phu Như vậy là quá ngây thờ Đợi đến khi mà Lão Phu bắt được hắn Sẽ bắt hắn sống còn đau khổ hơn cả chết Sắc mặt của lão già áo bào xám âm lãnh đứng bật dậy Sau đó phóng người đi ra khỏi đại sảnh Một gã cường già tạo hình cảnh Ở đại thành lúc trước cùng với cả hoa tông truy sát lâm động cũng vội vàng chạy theo Nhìn lão già mang theo một thân đầy sát khí đi ra khỏi đại sảnh Tất cả mọi người đều du lên cẩm cập Ai nấy đều biết lần này cây lão gia hòa từng tạo thành hung danh hiển ách ở quần đại hoang này E rằng sắp sửa tạo thành một trận trà thù khủng bố khiến cho lòng người lạnh ngắt rồi. Lần hành động này của phân bộ âm khôi tông trong thành đại khôi lớn đến như vậy, tự nhiên là cũng thoát khỏi sự chú ý của các thế lực khác. Đặc biệt là khi bọn họ phát hiện ra trưởng lão hoa cốt từ trước đến giờ vẫn luôn tu luyện trong tổng bộ âm khôi tông cũng đã chạy tới thành đại khôi này, càng gây ra sự chấn động không nhỏ. Do đó các thế lực cũng đều phái ra không ít mật thám Do la xem động tính lần này của âm khôi tông rốt cuộc là do nguyên cớ gì Tại phân bộ Đại Ma Môn tọa lạc ở phía bắc thành Đại Khôi Tại nơi đó trong một tòa thành hình tháp cao ngất Có một thân ảnh xinh đẹp vô cùng nổi bật đang đứng dựa vào một cây cột Đôi mắt tràn ngập vẻ hấp dẫn nhìn về hướng phân bộ âm khôi tông Tiểu thư Đã điều tra rõ ràng rồi Sở dĩ lần này âm khôi tông có động tĩnh như vậy Là bởi vì Hoa tông đã bị người ta giết rồi Phía sau nhân ảnh quyến rũ kia Một đạo thân ảnh thoáng hiện ra Thấp giọng nói cung kính Hả à, Nghe vậy cặp mày của mỹ nhân kia Cũng khẽ nhướng lên Quay đầu lại Hóa ra đó chính là mộ thiên thiên Kẻ mà Lâm Động đã từng gặp ở đâu xã hội Khó trách nhỉ khó trách ngay cả lão gia hỏa hoa cốt kia cũng chạy tới thành đại khôi thì ra là con trai lão bị giết mộ thiên thiên thản nhiên mỉm cười đại ma môn và âm khôi tông tuy là ngoài mặt biểu hiện coi như hòa thuận nhưng mà trong âm thầm cũng có không ít va chạm với nhau hôm nay có thể nhìn thấy đối phương chịu thiệt như vậy nàng ta tự nhiên cũng mừng rỡ khoanh tay xem kịch hay rồi mà ai giết hoa tông vậy theo như ta được biết Tên đó đã tiến nhập vào cấp bậc linh phủ sư rồi cơ mà Hơn nữa cộng thêm phủ khôi trung cấp tương trợ Và lẫn cả huyền hoàng địa giáp vừa mới có được Cho dù là cao thủ tạo hình cảnh đại thành Đều không thể giết được hắn Đôi mắt đẹp của mộ thiên thiên khẽ nhướng lên mỉm cười mà hỏi Nghe nói người đó tên là Lâm Động Đã từng có xung đột với cả Hoa Tông ở đấu giá hội Sau khi hắn đi vào vạn bảo lâu luyện chế đình bảo Thì giữa trường đã bị Hoa Tông phát hiện muốn cưỡng đoạt mua lại linh bảo của hắn nhưng mà cuối cùng tự hồ là chuyện không thành thì phải lâm động hả không ngờ lại là hắn sao nghe nói vậy mộ thiên thiên nhất thời dùng mình một cái trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc hiển nhiên là nàng không ngờ tới lâm động lại có thể giết chết được tên hoa tông Thực lực của lâm động này thật sự ngoài dự kiến của người khác nhỉ xem ra là che giấu rất kỹ đây nhưng mà chuyện này đã kinh động tới lão gia hỏa hoa cốt đến mức phải xuất môn rồi e rằng việc này cũng không thể kết thúc dễ dàng như vậy mộ thiên thiên có chút tiếc nuối mà nói hung danh của hoa cốt thì vang dội khắp cả quận đại hoang này nếu như lần này lão ta đã đích thân ra tay thì lâm động e khó lòng mà chạy thoát được đối với gã thiếu niên này nàng ta còn một chút ý tứ muốn chiêu nạp nhưng hiện tại xem ra ý định này chỉ có thể bỏ qua rồi Chú ý một chút Nếu có bất cứ một thông tin gì Điều báo lại cho ta nhé Vâng Nghe mộ thiên thiên nói như vậy Thân ảnh kia cũng vội vàng đáp lời Thân hình chợt lóe đã nhanh chóng lướt khỏi tòa nhà hình tháp Đôi mắt đẹp của mộ thiên thiên khẽ nhau lại thành vầng cong Tràn ngập một sự hấp dẫn Ánh mắt nhìn về phía ngoại thành Một lát sau mới khẽ thở dài một hơi lẩm bẩm tự nói Đáng tiếc thật nhỉ Lão ra hỏa hoa cốt kia một khi ra tay Tuyệt đối sẽ không thấy máu không quay về à, Lần này Lâm Động quả thật gặp phải phiền toái lớn rồi đây Khi mà cả thành đại khôi đều bởi vì hành động này của âm khôi tông mà trở nên xôn xao Trong sơn cốc tại dãy sơn mạch xa xôi Lại vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh như tờ Tiểu điêu phui phù ở giữa không trung Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động đang ngồi trên một tảng nham thạch ở giữa hồ Lúc này làn da khắp người của Lâm Động toàn bộ là một mảnh màu đỏ, thậm chí có những giọt máu thẩm thấu ra từ lỗ chân lông trên da, rơi xuống nhuộm đỏ cả tảng đá dưới người. Năng lượng của vạn thú quả đúng như lời của Tiểu Điêu đã từng nói, cực kỳ là cuồng bạo. Mặc dù có sự trung hòa của Thiên Thiên, thiên Cương Dương Quả, nhưng vẫn không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được, được. Nếu như không phải trước đó Lâm Động đã tu luyện thành công đồng đôi thể cùng với cả Ma Viên Biến thì hắn bây giờ e rằng sớm đã bị năng lượng cuồng bạo của vạn thú quả đánh thành một mảnh huyết trục mơ hồ rồi. Tiểu viêm không ngừng đi đi lại lại ở trên tảng nham thạch. Nó cũng cảm thấy được tình huống của lâm động có chút bất ổn. Trong mắt cơ hồ tràn ngập vẻ lo âu lắm. Nhưng mà vì để không làm kinh động đến lâm động, nó cũng cố gắng bản thân không phát ra bất cứ một âm thanh lo lắng nào. Dưới sự quan sát chăm chú của tiểu điêu và tiểu viêm huyết sắc ở trên người của lâm động càng ngày càng đậm từng giọt từng giọt máu ngưng đậm ở trên người của lâm động nhìn qua khiến cho người khác phải kinh sợ tiểu tử này vẫn có chút vội vàng rồi tiểu điêu khẽ nhíu mày lại nó có thể cảm thấy được tình huống hiện tại của lâm động thì không phải tốt lắm trong cơ thể của hắn vào lúc này đang phát sinh sự thay đổi kinh thiên động địa sự thay đổi này nếu như lâm động có thể vượt qua được có lẽ thực lực sẽ tăng lên không ít nhưng mà nếu như không thể vượt qua như vậy thân thể này chỉ sợ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn thê thảm không nói lên lời thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua trong nháy mắt đã là nửa ngày mà khí thức của lâm động vào lúc này đã trở nên cực kỳ suy yếu thậm chí ngay cả nhịp tim đập cũng đã giảm đi rất là nhiều răng rắc trạng thái này gần như kéo dài hơn một tiếng đồng hồ đột nhiên có một tia thanh âm rất là nhỏ trượt vang lên chỉ thấy lớp máu màu đỏ sậm trên cơ thể của lâm động đột nhiên nứt ra một khe hở, một tảng máu lớn khẽ rơi xuống. Tảng máu kia rơi xuống rồi lộ ra một làn da màu thanh đồng, nhưng mà bên trong màu thanh đồng đồng đậm đó dường như là có thêm một ít màu xanh ngọc nhàn nhạt, nhạt. Đồng lôi thể sắp sửa tiến hóa sao? Nhìn cái màu xanh ngọc pha trộn ở bên trong màu thanh đồng, trong mắt tiểu điêu đột nhiên hào quang đại thịnh. Chợt ánh mắt của nó đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng Hiện tại Lâm Động đang ở vào thời khắc quan trọng nhất Nếu như hắn có thể đem đồng đôi thể tiến hóa thành ngọc lôi thể Thì như vậy Lâm Động sẽ có thể triệt đầy hấp thu hoàn toàn năng lượng cuồng bạo của vạn thú quả Giống một tiếng Tiểu viêm ở bên cạnh cũng biết rõ tình huống hiện tại của Lâm Động liền phát ra một tiếng hô trầm thấp Lôi rực chợt phát động à, Bay vọt lên giữa không trung Uy Phong lẫm liệt đào mắt nhìn khắp bốn phía Đảm đương vai trò của một gã hộ pháp trung thành nhất Khi mà Lâm Đồng đang ở vào thời khắc quan trọng đem đồng đôi thể tiến hóa thành ngọc đôi thể Tại một khu vực núi non xa xôi Sang mặt của lão già áo bảo màu áo xám đảo qua mặt đất hỗn độn sau khi trải qua một trận chiến kinh thiên Dấu vết ba động của phù khôi sao Ánh mắt của lão già áo bảo xám đó đảo đi rồi đột nhiên dừng lại chợt đột nhiên ngẩng phát lên nhìn về phía chỗ núi non xa xôi trên khuôn mặt khô quắt nảy lên một nụ cười âm lãnh dữ tợn lạ thường tiểu súc sinh ngươi trốn không thoát đâu. phía trên mặt hồ yên lặng từng làn sóng phát ra ánh sáng chập chờn trên tảng nham thạch ở giữa hồ một thân ảnh giống như một bức tượng xếp bằng ngồi yên bất động thậm chí ngay cả thân nhiệt vào lúc này cũng hạ thấp đến mức lạnh như băng Hơi thở của hắn cũng nhẹ đến mức không thể nào nghe thấy Thế nhưng mà tiểu điêu đang phiêu phù ở trên không trung lại biết rằng Lúc này trong cơ thể của lâm động đang ở vào thời khắc tiến hóa vô cùng quan trọng Chỉ cần đợi đến khi màu thanh đồng này được thay thế hoàn toàn bởi màu ôn ngọc sáng bóng Như vậy là lâm động mới có thể tu luyện thành công ngọc lôi thể Và đến lúc đó sức chiến đấu của hắn sẽ lại càng mạnh mẽ hơn một bậc Hả? Trong giây phút yên lặng đó Tiểu Điêu mãi luôn không ngừng chú ý tới Lâm Động Ánh mắt đột nhiên khẽ ngưng động trở lại Chợt nó quay đầu lại Hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi Trong ánh mắt có một sự biến hóa kịch liệt Bởi vì từ nơi đó Nó cảm nhận được Một luồng khí tức cực mạnh đang hướng về nơi này mà bay nhanh đến Cái luồng khí tức này kể tới không tốt rồi Ánh mắt của tiểu điêu chợt lóe, Cắm mắt chậm rãi ngưng đọng lại nó có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của một luồng khí tức đó Mà xét theo tình hình hiện tại Kẻ kia hiển nhiên là hướng về phía bọn họ mà đến Quả nhiên có chút thủ đoạn mà Không ngờ lại có thể truy tìm đến nhanh như vậy Trong khi mà ánh mắt tiểu điêu trở nên biến hóa Tiểu viêm đang di chuyển giữa khung trung cũng đã cảm nhận được Luồng khí tức cường mạnh đang ập đến kia Lập tức liền phát ra một hồi hổ gầm Từng tia từng tia lôi quang mạnh mẽ lóe ra nhất thời vây quanh thân thể nó. Dưới ánh mắt chăm chú mà khẩn trương của một nò, hổ một điêu, thì từ phía chân trời, một đạo lưu quang bay nhanh mà đến. Ngay sau đó liền biến thành một lão giả áo xám, chân dẫm lên một thanh cốt mâu khổng lồ. Sắc mặt của lão giả này âm lệ lắm. Ánh mắt của lão ta tập trung nhìn chăm chăm vào hồ nước ở bên trong sơn cốc. Giọng nói u ám lạnh lùng tràn đầy sát ý của lão ta cũng từ từ vang lên. "Tiểu Súc Sinh, giết chết con trai của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể trốn thoát thành công hay sao?" Quả nhiên là đến rồi. Nghe thấy câu nói u ám lạnh lùng tràn đầy sát ý của lão già áo bào xám đó, trong lòng của Tiểu Điêu cũng khẽ có chút trầm xuống. Hắn là không thể ngờ nổi cái lão già này có thể truy tìm tung tích chính xác đến như vậy Thế nhưng mà hiện tại Lâm Động đang ở trong giai đoạn tu luyện quan trọng Tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu Trong khi ánh mắt Tiểu Điêu vẫn còn đang chấp động tìm biện pháp Tiểu Viêm bởi vì thấy có kẻ ngoại lai đến quấy nhiễu Lâm Động tu luyện Đã liền phát ra một tiếng hồ gầm giận dữ Miệng hồ vừa há ra Một luồng lôi quang liền ngưng tụ lại Sau đó hung hăng hướng về phía lão già áo bào xám Đang dẫm lên cốt mộc đứng ở giữa trời kia mà oanh kích Lão già áo bào xám chân dẫm thanh cốt mâu to lớn Trên khuôn mặt da rẻ dường như khô quắt trở lại Lạnh lùng dương mắt nhìn về phía thân ảnh ngồi xếp bằng tại trung tâm hồ nước Còn về công kích của tiểu viêm Trong lúc còn chưa chạm đến thân thể của lão Đã liền bị một bức tường vô hình chặn lại Bắn ngược trở ra Xem ra tên tiểu xúc sinh mi đang trong thời gian tu luyện quan trọng Cũng tốt Tiết kiệm được công sức của lão phu Trước tiên ta đem bắt ngươi trở về Chặt đứt tứ chi Treo lên thành đại khôi 10 ngày Để mọi người thưởng thức Rồi tính sau Ánh mắt độc ác của lão già áo bảo xám liếc mắt là nhìn ra được lâm động vào lúc này không thể nào động thủ Lập tức cười lạnh Rồi mạnh mẽ giơ bàn tay khô quắt ra Liền sau đó hóa thành một bàn tay tinh thần lực khổng đồ màu xám cho Hướng về phía lâm động mà chụp lấy nhìn thấy lão già áo bào xám động thù ánh mắt của tiểu điêu cũng trở nên lạnh lùng một tiếng hừ lạnh vang lên móng vuốt nhất thời cử động từng tia sáng từ tử sắc nhất thời phóng ra bám lên trên bàn tay tinh thần lực khổng lồ của lão à, lực hủ thực khủng bố nhất thời đem bàn tay tinh thần lực khổng lồ kia ăn mòn thành một mảng hư không à chiêu thức ấy của tiểu điêu thật sự nằm ngoài dự kiến khiến cho lão già áo bào xám lập tức phát lên âm thanh kinh ngạc. Ánh mắt của lão ta nhìn chằm chằm về phía của tiểu điêu không chớp mắt. Sau đó cặp mắt của lão ta khẽ có chút ngưng động. Không ngờ lại là một đầu yêu linh. <laughs> nhìn thực lực như vậy của ngươi, lúc ngươi còn thân thể có lẽ cũng là một tồn tại thật sự cường hãn, nhưng đáng tiếc rằng ngươi hiện tại ở trước mặt của lão phu cũng chẳng là cái gì cả. Người cút ngay cho lão phu đi Âm thanh vừa dứt thì trong tay của lão già áo bảo màu xám đó nhất thời hiện lên một dòng khí màu xám Những dòng khí màu xám cực kỳ ả à âm hẳn Đan chéo vào nhau ở giữa không trung Rồi hung hăng hướng về phía tiểu điêu mà thổi quét qua Mang theo từng đợt âm phong ngập trời Mà đối diện với thế công của lão già áo bảo xám Móng vuốt của tiểu điêu không ngừng chuyển động nhanh chóng từng vòng ánh sáng tử sắc à, xuất hiện, hóa thành một lồng ánh sáng, đem thân thể nó bảo vệ vào trong đó. Dòng khí lưu màu xám mạnh mẽ bao trùm lên lồng sáng tử sắc vây quanh thân thể tiểu điêu, chuyển ra những âm thanh to lớn đinh tai nhức óc. Còn thân hình của tiểu điêu cũng bị chấn động, không ngừng bị đẩy lùi về phía sau. Với thực lực hiện tại của nó thật sự khó có thể đối kháng với hoa cốt, kẻ đã đạt tới cấp bậc tạo khí cảnh đại thành. Giống một tiếng Trong khi tiểu điêu đang bị hoa cốt dồn ép đến không ngừng lùi về phía sau Thì tiểu viêm ở bên kia cũng phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ Lôi quang quấn quanh khắp người Cuối cùng mở rộng lôi rực hướng về phía hoa cốt mà lao thẳng tới Cốt Ánh mắt hoa cốt âm lệ Thanh cốt màu xám cho to lớn ở dưới chân đột nhiên bắn ra Sau đó giống như một cây gậy khổng lồ mang theo một cỗ cự lực mạnh mẽ hung hăng đập thẳng xuống đạo lôi ảnh mà tiểu viêm vừa biến thành. Ngao ô ngao ô. Khi mà bị thanh cốt mâu hung hăng đập trúng, thân hình của tiểu viêm nhất thời văng ngược ra ngoài, phát ra một đạo hồ gầm ẩn chứa sự đau đớn. Thân thể khổng lồ của tiểu viêm đã bị đánh mạnh vào một khối nham thạch ở trên vách núi, khiến cho khối nham thạch nhất thời nổ tung. Gặp phải một đòn công kích không nhẹ, cặp ánh mắt của tiểu viêm thì nhất thời trở nên đỏ ngầu ngầu lôi quang lóe lên mạnh mẽ bộ lông của cả người đều dựng đứng cả lên sau đó thì không sợ chết lại một lần nữa phóng về phía của hoa cốt lão già chẳng qua với thực lực của tiểu viêm hiển nhiên không phải đối thủ của hoa cốt vì vậy mặc dù liên tục thi triển ra từng đợt công kích mạnh mẽ nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn là tiểu viêm bị hoa cốt lạnh lùng đánh cho thương tích đầy mình xem ra cực kỳ thảm bại cái loại tạp cầu nhà ngươi Nhìn thấy tiểu viêm không ngừng lao tới tấn công Lại bị hoa cốt ra tay tàn bạo đánh đi Trong mắt của tiểu điêu không biết từ lúc nào đã hiện lên một vẻ giận dữ âm trầm một cách khủng bố Chợt nó khẽ hít sâu một hơi Móng vuốt vũ động như là muốn xé đoạt cả không gian Há miệng phóng ra một luồng quang mang tử sắc Luồng quang mang tử hắc sắc vừa xuất hiện Đã nhanh chóng ngưng tụ lại Sau đó rất nhanh hóa thành một vầng quang nhận từ hắc sắc không ngừng xoay chuyển điên cuồng hiện ra vẻ sắc bén không thể nào mà hình dung được Dường như cả thiên địa cũng có thể bị nó xé rách làm đôi Tịch thiên ma luận Từ hắc quang nhận vừa xuất hiện Trong mắt tiểu điêu hiện lên một nét u ám lạnh lùng Sau đó móng vuốt chỉ về hướng hoa cốt ở trên không trung Quang nhận kia khẽ có chút run du dung truyền Tiếp theo sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa Và ngay khi tử hắc quang nhận kia biến mất Hoa cốt ở trên không trung cũng cảm nhận được tim bình đập nhanh Có một sự bất an nhất thời dâng lên trong đáy lòng Nhiều năm tu luyện cực khổ vào sinh ra tử Cũng trong giờ phút này phát huy ra tác dụng quan trọng Bàn tay của lão vung lên Thanh cốt mâu khổng lồ liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay Sau đó dùng nguyên lực hùng hồn Giống như nước sông gào thét mà bộc phát ra Trong lúc nhất thời cốt ảnh không ngừng chuyển động ngập trời liền hóa thành một vòng tròn cốt tường bao vây quanh thân thể của hoa cốt lại. Thiên dị bích Cốt ảnh chẳng những chẳng chịt, thật thật ảo ảo, đem thân thể của hoa cốt bao vây bên trong. Nhất thời thì phẳng phất như là toàn bộ bầu trời đều tràn ngập ánh cốt màu trắng. Ngay tại thời điểm ánh cốt đó hình thành, một đạo quang mang từ hắc sắc trượt nở. Từ bên trong hư vô hiện ra rồi lập tức vô số cốt ảnh bị nó mạnh mẽ chém nát. Tuy nói đám cốt ảnh kia có lực phòng ngự rất là mạnh, nhưng mà đạo quang mang từ hắc sắc này dường như là có thứ gì đó sắc bén nhất ở trên thế gian. Trực tiếp dùng một tốc độ như là tàn phá gỗ khô quỷ mục, mạnh mẽ xé rách bức tường ảnh kia của lão già hoa cốt. Trong thời gian ngắn ngủi không kịp trước mắt, cốt ảnh đời trời kia đều đã bị phá vỡ sạch sẽ, Nhìn quang mang tử sắc ở bên trong đồng tử không ngừng phóng lớn lên kia Trên khuôn mặt của hoa cốt cũng hiện lên một vẻ chấn động mãnh liệt Nguyên lực ở trong cơ thể vào thời khắc này không chút giữ lại Mà hoàn toàn bùng phát ra Cốt màu trong tay phát ra quang mang màu xám cực thịnh Cuối cùng mang theo một cỗ lực lượng khủng khiếp Chậm rãi điểm lên trên từ hắc quang nhận kia Một đảo thanh âm vô cùng thanh thúy nhất thời lan truyền trên bầu trời chợt trong nháy mắt một nguồn năng lượng ba động cường hãn dị thường đột nhiên từ trên bầu trời bùng nổ ra oanh trên mặt hồ bên dưới trực tiếp trào dâng ra một cột nước phóng lên ngập trời sau đó ầm ầm rơi xuống cảnh tượng này nhìn cực kỳ là hùng tráng đáng tiếc thật đó tiểu điêu nhìn về phía hoa cốt tuy rằng bị công kích của hắn bắn ra xa hơn mười thước nhưng mà trong lòng lại thầm thở dài một tiếng nếu còn lúc thời kỳ toàn thịnh nó thi triển ra chiêu này Thì ngay cả dãy sơn mạch này cũng đều bị chấn cho nổ tung Nhưng mà trước mắt thậm chí ngay cả một lão ô quy cấp bậc tạo khí cảnh bình thường Cũng thu thập không nổi Trong khi mà tiểu điêu vẫn còn đang tiếc nuối Hoa cốt ở bên trên không trung Sợ hãi đến trong lòng tràn đầy chấn động Lão cúi đầu nhìn xuống hộ khẩu đã bị nát bấy của mình Lại một lần nữa nhìn về phía tiểu điêu bên dưới Ánh mắt ngưng đọng mãnh liệt Chiều công kích lúc nãy của nó Nếu như là mình phản ứng chậm lại một chút thôi Thì rất có thể sẽ bị mất mạng tại đương trường Quả thật đầu yêu linh súc sinh này Thật sự có chút thủ đoạn Ta xem khí thức của ngươi cũng tiêu hao nhiều đến như vậy Xem ra loài công kích ở trình độ như thế này Cũng khó có thể thi triển ra liên tiếp Hoa cốt dương mắt nhìn vào thân ảnh đã mở nhạt đi rất nhiều của tiểu điêu trên khuôn mặt khô héo của lão già cũng không khỏi toát lên một chút lãnh quang đáng sợ mà ánh mắt của tiểu điêu khẽ chớp động công kích lúc nãy của nó mặc dù có thể đánh chết một gã cao thủ tạo khí cảnh đại thành nhưng mà loại tiêu hao đó cũng cực kỳ là khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn nó thật sự là không thể nào thực hiện thêm được nữa được rồi nếu đã như vậy thì cái mạng súc sinh này của ngươi lão phu đành phải thu hoạch trước đã hoa cốt nở ra nụ cười lạnh lùng bàn tay nắm chặt thành cốt mâu sắc mặt âm lãnh như là một con ác quỷ bàn chân dẫm mạnh trên khung trung bầu trời thân hình nhanh chóng lướt qua thành cốt mâu mang theo luồng âm hàn khí dập trời trên đầu mũi mâu hình thành một cơn lốc sắc bén nhanh như là tia chớp hướng về phía của tiểu điêu bên dưới nhìn thấy thế công kích khủng bố như vậy cho thấy hoa cốt đối với cả tiểu điêu đã có một sự kiêng kỵ rất là lớn mà nhìn thấy mình bị hoa cốt tập trung Ánh mắt của tiểu điêu cũng có chút biến đổi Móng vuốt vội vàng vũ động Quang mang từ hắc sắc Lại rất nhanh ngưng tụ lại trước mặt Hóa thành một đạp quang thuẫn từ hắc sắc Chạy chắn ở phía trước Ngay khi mà quang thuẫn vừa ngưng tụ xong Thì thanh cốt mâu của hoa cốt Cũng đã ẩm ẩm lao đến Lực lượng khủng bố từ trong cơn gió lốc quần quận kia tuôn trào ra Chỉ trong khoảnh khắc thì cái quang thuẫn từ hắc sắc kia đã đột nhiên nổ tung cái quang thuẫn sau khi nổ tung Thân thể của tiểu điêu Cũng hoàn toàn bị bại lộ ngay trước mũi thanh cốt mâu của lão Giống 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 Cách đó không xa tiểu viêm khắp người cũng đã đầy thương tích Nhìn thấy tiểu điêu lâm vào hiểm cảnh liền phát ra một tiếng gầm phẫn nộ dữ dội Giang rộng lôi rực Muốn hướng về phía trước cứu viện Nhưng hiển nhiên là không thể nào tới kịp Còn mẹ nhà nó điêu ra ta vẫn còn đại thù chữ báo cơ mà vào thời điểm này tiểu điêu cũng có vẻ vô cùng bất đắc dĩ nhưng mà trong mắt nó lúc này đột nhiên toát ra một tia quang mang lưu động mãnh liệt hiển nhiên là cũng không ý định sẽ ngồi yên mà đợi cái chết nhưng mà ngay khi nó đang định thi triển ra thủ đoạn tối hậu thì mặt hồ bên dưới đột nhiên nổ tung lên vô số cột nước chợt bắn tung lên trời đinh bên trong vô số những cột nước đang bắn tung đầy trời kia một tia kim quang ngập trời nhất thời bùng nổ. Với tốc độ mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được, phá không mà ra. Trực tiếp từ bên cạnh tiểu điêu mà lướt qua, mạnh mẽ đập lên thanh cốt màu kia. Nhìn thanh cổ kích từ trên người mình xẹt qua, tiểu điêu nhất thời cũng thả lỏng một hơi thật mạnh. Khóe mắt của nó thoáng nhìn lại. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh toàn thân giống như một khối ôn ngọc sáng bóng. Một nguồn năng lượng dao động cực kỳ là cường hãn từ trong thân thể của người đó khuếch tán mà ra. Tiền tiểu tử này cuối cùng cũng thành công rồi, tốt lắm. Và lúc này thì thanh âm thanh thúy nhất thời nổ tung trên bầu trời, mạnh mẽ thổi quét qua, hơn nữa còn kèm theo một luồng gió lốc cực kỳ cường đại. Tại nơi trung tâm của va chạm, cổ kích và cốt mâu cùng lóe lên kim quang và quang mang màu xám từng luồng sức mạnh đáng sợ từ nơi va chạm lan ra như sóng thủy triều. Ngay đến cả không khí xung quanh cũng đều bị chấn động đến mức nổ tung. Phốc. Khí lãng khuếch tán ra mạnh mẽ, cổ kích và cốt mâu nhất thời đều bị đẩy lùi. Thân thể của Tiểu Điêu cũng bởi vì cách đó quá gần, cho nên cũng bị chấn động cho bay ngược về phía sau. Rồi bất chợt một bàn tay xuất hiện từ phía sau, đỡ lấy nó lại. Thử tớ, người trễ thêm một chút nữa Điều giả ta chắc lại phải liều mạng rồi đó Thân hình của tiểu điêu bị luồng kỳ lãng đó chấn động đến mức có chút hư ảo Nó nghiêng đầu nhìn về phía thân ảnh phía sau lưng mình Giống như chút được một gánh nặng vậy Thở phào nhẹ nhõm một hơi Sau đó mới nói Phía sau lưng của tiểu điêu thì một thân ảnh chân dẫm lên kiếm mang Thân ảnh thẳng tắp như là một thanh trường thương Một luồng khí tức bá đạo mà sắc bén từ trên thân thể của thân ảnh đó khuếch tán ra Thân ảnh đó hiển nhiên chính là lâm động và trong thời khắc quan trọng đã từ trong trạng thái tu luyện thành công đột phá Toàn thân hắn vào lúc này Màu thanh đồng lúc trước trên lạ làn da Cũng đã phai nhạt đi gần hết Mà thay vào đó là một màu ôn ngọc sáng bóng Màu sắc sáng bóng này nhìn vào giống như là lưu ly kim cương Trông vô cùng là kiên cố Đây chính là tầng thứ hai của đại nhật lôi thể Ngọc lôi thể Xem ra lần mượn sức mạnh này của vạn thú quà Lâm Đồng cuối cùng cũng đã thành công đem đồng lôi thể tiền hóa thành ngọc lôi thể. Nói như vậy thì sức chiến đấu của hắn về mặt chính thể cũng đã tăng lên một tầng sức mạnh mới. Hơn nữa nguyên lực ba đồng từ trong cơ thể của Lâm Động thẩm thấu ra so với mấy ngày trước đây cũng đã mạnh hơn không ít. Hiển nhiên hiện giờ nguyên lực quán cũng đã đột phá, đạt đến mức tạo hình cảnh đại thành. Có thể nói tu luyện lần này đối với cả Lâm Động không hề nghi ngờ gì chính là một sự biến đổi vô cùng to lớn Lâm Động chân dẫm lên kiếm mang, toàn thân ngọc quang lóng lánh. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hoa cốt đang phiêu phủ cách đó không xa. Sau đó ánh mắt chuyển qua tiểu viêm đang toàn thân thương tích đứng bên dưới. Trong mắt quán nhất thời có lửa giận nổi lên. Không ngờ rằng tên tiểu xuất sinh nhà ngươi trong giờ phút này lại có sự đột phá Ánh mắt lạnh lùng của Hoa Cốt giống như một thanh đao sắc bén, cắt qua người Lâm Động, âm trầm mà nói. Nhưng mà ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng của Hoa Cốt lại có sự chấn kinh không có nhỏ. Trận giao thủ ngắn ngủi lúc nãy, lão cũng đã có sự cảm nhận về sức mạnh vô cùng cường hãn của Lâm Động. Về các loại sức mạnh đó căn bản không phải một cao thủ tạo hình cảnh là có thể có được. Tiên gia hỏa này có thể giết chết Hoa Tông, quả thực là có chút thủ đoạn đây. Ê lão tạp chúng Là do con trai của lão tham lam Mưu toan chiếm đoạt cổ kích của ta Có kết quả như vậy Cũng là điều hiển nhiên mà thôi Lâm động lạnh giọng mà nói Con trai của ta cho dù là muốn giết chết người đi nữa Đó cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa Cũng như hiện tại lão phù Sẽ giết chết người vậy Lời nói của Hoa Cốt bá đạo đến mức không hề có chút tình lý theo như lão ta suy nghĩ, đừng nói là Hoa tông chỉ muốn đoạt lấy cổ kích của Lâm Động, mà cho dù có thật sự giết chết Lâm Động đi nữa thì cũng không coi là chuyện lỗi lầm gì. <laughs> Quả nhiên, hết cha là lão Súc Sinh thì con cũng sẽ là tiểu Súc Sinh mà. Đối với lời nói của Hoa Cốt, Lâm Động cũng tức giận đến mức không còn gì để nói nữa. "Tiểu Súc Sinh, ngươi cứ mắng chửi toa thích đi." Đợi đến khi ta bắt được ngươi rồi Ngươi sẽ cảm thấy ngay đến cái chết Cũng là một sự hưởng thụ đó Gương mặt của Lão già khô quát lại Nhướng lên cực kỳ dữ tợn Lão nhìn chằm chằm vào lâm động Cũng không nói thêm lời thừa thãi nào nữa Mối thù giết con tuyệt đối không có khả năng nào có thể giảng hòa Hôm nay chỉ có một kết quả duy nhất Đó chính là phải khiến cho Lâm Động phải chịu phạn sự dày vò sau đó bồi táng theo hoa tông còn lão. Diệt hồn cốt đẳng Tên hoa cốt này cũng là một tên tông ngoan thủ lạt. Trong lòng nghĩ vậy thì lập tức nguyên lực cường hãn nhất thời tuôn ra ngoài. Cốt màu trong tay của lão ta đột nhiên phóng ra một luồng quang mau màu xám âm lãnh. Ngay sau đó quang mang ngưng tụ mang theo một thế công đủ để giết chết một cao thủ tạo hình cảnh đại thành trong phút chốc hình thành, hung hăng oanh kích về phía của lâm động. Nhìn thấy hoa cốt nháy mắt đã xuất hiện ra đòn tấn công Ánh mắt của Lâm Đồng cũng xuất hiện một chút ngưng trọng Tạo khí cảnh đại thành cơ bản là cao hơn hắn cả một cấp bậc Cho dù là trong tay có nhiều thủ đoạn Nhưng mà hắn cũng không thể có chút sơ sảy nào Mà phiên biến Biến Tiếng quát trầm thấp từ trong yết hầu của Lâm Động chuyển ra ngoài Chợt thân thể của hắn nhất thời phình to lên gấp mấy lần Trông như là một pho tượng người khổng lồ màu xanh ngọc Thậm chí lần này trên trán của Lâm Động còn có một luồng kim quang ngưng động. Ở trong mơ hồ đã hình thành nên một cái sừng màu vàng kim, tựa như long giác của viễn cổ long viên vậy. Không ngờ, tên nhóc con này có thể vận dụng huyết mạch của viễn cổ long viên đến bậc này. Nhìn thấy cái sừng màu hoàng kim xuất hiện ở trên trán của Lâm Động, trong mắt của Tiểu Điêu cũng thoáng lên vẻ kinh ngạc. Thiên lân kích pháp Nộ mãng kích Cơ thể của Lâm Đồng phình lên Một luồng sức mạnh đủ để phá trời lật núi nhất thời tuôn trào ra Trong cơ thể quán vận chuyển giống như là nước thủy triều cuồng bạo Bàn tay nắm chặt thiên lân cổ kích cũng phình to lên gấp mấy lần Kim quang trói lòi ba động hóa thành một dao ảnh khổng lồ Mang theo một luồng sức mạnh đáng sợ Trực tiếp va chạm với thanh cốt mâu của hoa cốt Oanh! Tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc ở trên bầu trời nhánh mắt khuếch tán mà ra. Mặt hồ phía dưới lại một lần nữa bị chấn ra vô số cột nước khổng lồ bốc lên đến tận trời. Một luồng xoáy nguyên lực bốc lên cao. Thân hình của Lâm Động ở giữa không trung lùi hơn 10 bước mới có thể đứng vững lại. Sau đó nhìn về phía hoa cút cũng đã bị chấn lui phía sau mấy bước. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, cộng thêm ma viên biến cùng với cả ngọc lôi thể như vậy đã đủ để chính diện chống lại một cao thủ tạo khí cảnh đại thành rồi <laughs> Lão tạp trụng muốn giết ta sao Lão còn chưa đủ tư cách đâu Lâm Động cười to bàn tay nắm chặt lại Một cái kim đài trói loại khổng lồ liền hình thành trên đỉnh đầu quán Ngay sau đó hắn dùng một tay nắm lấy Ngón tay khảm sâu vào trong kim đài một tay giữ kích, một tay giữ kim đài. Kim Quang ba động mạnh mẽ, giống như là một vị chiến thần toát lên một ngạo khí sắc bén cực kỳ cường hãn. Kim Quang bắt đầu khởi động, lâm động trực tiếp chủ động tạo ra cổ kích vũ động, xuất ra những luồng kích ảnh sắc bén. Kim đài mang theo từng luồng kình phong với sức mạnh bá đạo vô cùng, nhanh như là chớp quanh thẳng về phía của Hoa Cốt. Đang 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 đinh đinh Đối mặt với thế tấn công mang theo sự điên cuồng này của lâm động Sắc mặt của hoa cốt cũng có thoáng chút xám xám xanh Nguyên lực hùng hồn đặc trưng lợi thế của cao thủ tạo hình cảnh đại thành Ngay lúc này đây cũng được lão dốc đến cực điểm Thành cốt bầu trong tay thì mang theo khí âm hàn ngập trời Hung hăng va chạm với kích ảnh của kim đài Hai người đối chiến cực kỳ là dữ dội Trên bầu trời thân ảnh ẩn hiện mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ bộc phát ra từng đạo kình phong đáng sợ khiến cho mặt hồ bên dưới không ngừng dâng lên những cơn sóng kinh hãi trong phạm vi một trăm trường xung quanh cũng bị hai người làm cho biến thành một mảnh hỗn độn tiểu tử này ngọc lôi thể và ma viên biến cộng lại lại cộng thêm cảm giác nhạy bén của tinh thần lực không ngờ lại cường hạn đến bậc này ngay cả đến một lão già cao thủ tạo khí cảnh đại thành cũng đủ sức chính diện chống đỡ sao Nhìn cuộc giao chiến kịch liệt đến cực điểm trên bầu trời Trong mắt của Tiểu Điêu cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc Thế nhưng bất luận nói thế nào đi nữa Giữa Lâm Động và Hoa Cốt cũng đều là có một khoảng cách là một cấp bậc Nhưng mà Ngọc Lôi Thể và Ma Viên Biến đều có hạn chế về mặt thời gian Một khi mà thời gian cường hóa hết đi rồi Như vậy thì Lâm Động e rằng sẽ không phải đối thủ của Hoa Cốt rồi Ánh mắt của Tiểu Điêu khẽ chớp động nó đối với cả nhược điểm của Lâm Động thật là rõ như lòng bàn tay. Sức chiến đấu của Lâm Động nhìn qua cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại không thể kéo dài được lâu. Nếu như bị kéo vào một cuộc chiến đấu như vậy, cuộc diện ưu thế sẽ càng lúc càng nhỏ đi. Tiểu Súc Sinh kia, đợi cho đến khi vũ khí cường hóa cơ thể của ngươi hết tác dụng, khi đó lão phu sẽ khiến ngươi sống không bằng chết đó. <laughs> Đương nhiên, nhược điểm này không chỉ có tiểu điêu biết được. Mà ngay đến Hoa Cốt đang giao thủ với cả Lâm Động cũng rất là rõ ràng Bởi vì suy cho cùng ở trên thế gian không có loại vũ khí cường hóa cơ thể nào Là không có hạn chế thời gian Cho nên trong lúc hắn đang vũ động cốt mâu chống đỡ lại thế tấn công của Lâm Động Thì trong miệng cũng điểm nhiên cười lạnh mà nói Vậy sao? Nhưng chỉ sợ là lão không có cơ hội đó thôi Nghe thấy vậy Lâm Động cũng cười lạnh Ánh mắt trượt lạnh lùng Kim đài trong tay trực tiếp hung hăng quăng về phía của hoa cốt Bang! Khuôn mặt khô quắt của lão hoa cốt nhất thời âm lãnh Cốt màu hóa thành một cái bóng màu xám lao ra Trực tiếp xuyên thủng qua kim đài Nguyên lực chấn động khiến cho kim đài trực tiếp nổ tung Sau khi quăng kim đài ra Thân thể của lâm động lại thoái lui nhanh về phía sau Mà lúc hắn thoái lui thì bàn tay khẽ nắm lại Quẩn thân bộ đoàn liền xuất hiện trước mặt của hắn Tiếp theo đó là một luồng nguyên lực cùng với cả tinh thần lực cực kỳ cường hãn liền chút vào trong đó. Phốc. Cùng với hai luồng sức mạnh cường đại chút vào trong ẩn thần bồ đoàn thì chỉ nhìn thấy một tia sáng trên bồ đoàn lóe lên. Nguyên tinh lực liền huyền phù xuất hiện. Thiên lân kích pháp, thiên long kích. Sắc mặt Lân Lâm Động ngưng trọng, cổ kích trong tay chấn động mạnh. Ngọc quang cùng với kim quang bạo dũng mà ra, mà nguyên tinh lực đó cũng chút lên trên mũi kích, wow, wow wow wow, kim quang đầy trời, hư ảnh kim long khổng lồ trực tiếp từ kim quang ngưng tụ mà ra, có một loại uy áp nhàn nhạt, nhạt, nhạt kỳ lạ thổi quét qua không trung, khiến cho nguyên lực trong cơ thể của hoa Cút cũng đều xuất hiện những à, hiện tượng ngưng trệ. Sao tên tiểu súc sinh này lại có được loại vũ khí cường đại như vậy sao? nhìn thấy hư ảnh của kim long hiện lên từ trong kim quang cho dù là cường già như hoa cốt vào lúc này đây cũng phải hít một hơi lạnh khí trên gương mặt khô quắt hiện lên vẻ kính sợ mạnh liệt lập tức thân hình lão cũng đột nhiên thoái lui về phía sau từng đợt nguyên lực cường đại không ngừng từ trong cơ thể của lão bộc phát mà ra vạn cốt âm sát giáp một luồng nguyên lực màu xám hùng hồn ba động sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại trong thời gian vài giây ngắn ngủi đã hóa thành một đạo giáp trụ bạch cốt Bao lấy toàn bộ thân thể của hoa cốt Phía trên bạch cốt đó quang mang màu xám ba đậu Hiển nhiên là một loại khí thế kiên cố không thể nào phá tan <laughs> Lão tạp chúng Xem một chiêu của ta biến ngươi thành con chó chết đi Lâm Động đứng ở trong kim quang đầy trời Ánh mắt lạnh băng nhìn về phía hoa cốt được bao bên trong giáp trụ bạch cốt đây là chiêu thức mạnh nhất mà hiện tại hắn có thể thi triển ra Lâm Động biết rõ ràng bản thân mình không thể kéo dài thêm nữa Cho nên cần phải nhanh chóng xuất ra một chiêu tất sát Cùng với tiếng quát của Lâm Động vừa dứt, Hư ảnh kim long khổng lồ đó lại một lần nữa ngừa mặt lên trời Phát ra một tiếng thị uy long ngâm khiến linh hồn người khác cũng phải phát run Ngay sau đó liền mang theo một luồng sức mạnh đáng sợ đủ để khiến cho một cao thủ tạo khí cảnh cũng phải sợ hãi, gào thét xông thẳng đến giáp trụ bạch cốt đó. Kim Long đứt qua phía chân trời, dùng một tốc độ uh, nhanh kinh hồn khủng khiếp hung hăng nện trên giáp trụ bạch cốt. Trong phút chốc thì toàn bộ ngọn sơn mạch này đều ngay giống như là bị một cơn địa chấn vậy, điên cuồng rung chuyển. Một kích của Lâm Động không ngờ lại có thể khủng khiếp đến bậc này. Gầy thật phết đấy. <laughs> một sự va chạm kinh thiên động địa diễn ra trên bầu trời, toàn bộ cả sơn cốc đều run rẩy kịch liệt, mặt đất vào lúc này đây cũng điên cuồng rung lên bần bật, từng khe nứt khổng lồ nhanh chóng lan ra, các tảng đá khổng lồ từ trên vách núi không ngừng rớt xuống, âm âm nện xuống hồ nước bên dưới, chấn lên vô số cột sóng cao đến hơn cả trăm trượng rầm 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 rầm, phía trên của mặt hồ từng luồng sóng mạnh không ngừng thổi quét, mang theo những tiếng nổ vang trời. toàn bộ sân cấp đều hoàn toàn sụp đổ dưới sự va chạm kinh hoàng này. tiểu điêu đang phiêu phù giữa không trung, ánh mắt nhìn kim quang dâng lên đầy trời mà không khỏi chấn động mãnh liệt. một kích này của lâm động có thể nói đã đạt đến cực hạn. mượn được lượng ma viên biến cùng với cả ngọc đôi thể. hơn nữa thiên lần kích pháp cùng với cả nguyên tinh lực, lực công kích có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ một kích này cho dù là cao thủ tạo khí cảnh cũng đủ hoàn toàn có thể oanh sát. nhưng mà hoa cốt hiển nhiên cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. lão gia hỏa này không chỉ có nguyên lực tu luyện Đã tới cảnh giới tạo khí cảnh đại thành, mà hơn nữa trên phương diện tu luyện tinh thần lực cũng có cấp bậc không thấp. muốn giết chết được lão thì cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. thịch 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 dưới ánh mắt ngưng trọng của tiểu điêu giữa luồng kim quang ngập trời kia một thân ảnh đột nhiên bắn ra cuối cùng giống như là một vẫn thạch từ trên trời rơi xuống hung hăng la vào bên trong hồ nước gây nên một cột sóng đến tận trời thân ảnh kia lọt vào trong hồ nước ngay sau đó liền có chút chật vật leo lên một ngụm máu tươi không khỏi từ trong miệng quán phun ra và thân ảnh này rõ ràng chính là lâm động nhìn thấy lâm động học máu mồm rơi xuống tiểu điêu cũng có chút cả kinh Chợt ánh mắt của nó quay sang nhìn lên phía bầu trời cách đó không xa Kim quang nơi này bắt đầu chậm rãi tiêu tán đi Mà khi kim quang tiêu tán đi rồi Một khối giáp trụ bạch cốt khổng lồ Một lần nữa lặng lặng xuất hiện trong ánh mắt nhìn chăm chú của tờ điêu Chả lẽ bị ngăn cản rồi sao Nhìn bộ giáp trụ bạch cốt đứng im bất động Tiểu điêu cũng sững sờ không nói lên lời Một kích trước đó lâm động lực công kích cực kỳ cường hãn cho dù là hoa cốt có là cao thủ tạo khí cảnh đại thành thì cũng không có khả năng dễ dàng chống đỡ lại một kích này như vậy lâm động vừa mới lên khỏi hồ nước thế nhưng mà cũng không vì vậy mà biến sắc mặt hắn khẽ quệt vệt máu ở khóe miệng ánh mắt nhìn chăm chăm về phía bộ giáp trụ bạch cốt đang lẳng lặng phiêu phù ở trên bầu trời kia rắc 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 khi mà ánh mắt một người một điêu vẫn còn đang chăm chú đột nhiên một âm thanh rất nhỏ vang lên ở trên không trung ngay sau đó từng cái khe nứt nhỏ bắt đầu với một tốc độ cực nhanh xuất hiện ở phía trên bộ giáp trụ bạch cốt và trong mấy giây ngắn ngủi sau đó phía trên bộ giáp trụ bạch cốt to lớn kia cũng đã bị vô số khe nứt chằng chịt bao phủ kín toàn thân Bang! một khe nứt cuối cùng giống như là một cọng rơm sau cùng lặng yên xuất hiện sau đó cả bộ giáp trụ bạch cốt nhất thời âm âm nổ mạnh Hóa thành những mảnh vụn tung bay đầy trời Khi mà bộ giáp trụ bạch cốt nổ mạnh Thân thể hoa cốt giấu ở bên trong cũng hoàn toàn hiển lộ ra Khuôn mặt lão không một chút biểu tình Thân thể vẫn duy trì tư thế dơ cao song trường Nhưng một khắc sau đó Từ trong thân thể của lão đột nhiên chuyển ra từng thanh âm phốc phốc như pháo nổ Đột nhiên từng tia huyết vụ liên miên phun trào ra từ khắp thân thể của lão Bánh, bánh. Bánh. Dưới ánh mắt quan sát chăm chú của Lâm Động và Tiểu Điêu Thân thể của Hoa Cốt đột nhiên lùi nhanh về phía sau Mà theo mỗi một bước chân lão lùi lại Thì trên thân thể của lão cũng nổ tung ra một đám huyết vụ Khi tức phát ra trừ trên thân thể của lão cũng càng lúc càng yếu ớt đi Hoa Cốt lùi về phía sau đến gần trăm bước Cuối cùng mới có thể dừng lại được Lập tức phun ra một ngụm máu tươi trên khuôn mặt già nua khô quắt, lúc này đã trắng bệch không còn giọt máu, nhìn qua âm lãnh đáng sợ cực kỳ. Mà cũng chính ngay lúc phun ra ngụm máu tươi cuối cùng, thần trí của Hoa Cốt cũng đột nhiên tỉnh táo hơn. Bên trong cặp mắt đột nhiên lộ ra một vẻ kinh hãi. Cho tới bây giờ lão cũng không thể ngờ rằng lão lại bị thương nặng dưới một kích của Lâm Động như vậy. Một kích lúc trước của Lâm Động, nếu như không phải ở thời khắc cuối cùng, lão thi triển hết toàn lực tạo thành phòng ngự cực mạnh thì chỉ sợ hiện tại ngay cả thân thể của lão cũng đều sẽ bị luồng sức mạnh kinh hoàng kia trấn thành một đám huyết phụ đầy trời tiểu dục sinh này làm sao có thể thi triển ra công kích khủng bố đến như thế cảm thụ được thương thế trong cơ thể rất là nghiêm trọng trong lòng cổ hoa cốt nhất thời chấn động mạnh mẽ trong suy nghĩ của lão dựa vào thực được tạo khí cảnh đại thành của mình Giết chết một con kiến hôi lâm động quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay Nhưng mà một màn trước mắt lại làm cho lão hiểu được một sự thật tàn khốc Lão không chỉ có thể không dễ dàng đánh chết lâm động Mà còn thiếu chút nữa cả cái mạng già này sẽ phải nằm xuống tại nơi đây Chẳng qua mặc dù trong lòng vẫn có chút không cam lòng Nhưng mà hoa cốt cũng không phải là kẻ ngu xuẩn Hiện tại lão đã bị trọng thương Tuy lão hiểu được công kích mạnh mẽ lúc trước cho dù là lâm động cũng khó có khả năng thi triển thêm lần nữa nhưng mà lúc này lão đã không có chút nắm chắc có thể đánh chết lâm động được một khi mà tên uh, tiểu tử kia còn có thủ đoạn nào bất ngờ khác thì rất có thể ngày hôm nay lão cho dù muốn rời khỏi nơi này thì cũng sẽ là có chút khó khăn ý niệm này vừa hiện lên trong đầu nếu như là vào mấy phút trước đây hoa cốt có thể không quan tâm đến nhưng sau khi đã trải qua một hồi va chạm kịch liệt kinh tâm động phách lúc nãy trong lòng của lão đã dâng lên một sự kiêng kỵ đối với cả lâm động lão thật sự không chút nghi ngờ tên tiểu tử kia rất có thể còn có một thủ đoạn nào khác có thể giữ lão lại ở trong này <laughs> lão cầu này quả nhiên cái mạng dai thật đó nhỉ trong lúc mà ý niệm của trong lòng hoa cốt không ngừng lóe lên thì ánh mắt của lâm động cũng khẽ nhíu lại cười lạnh mà nói nhưng mà trong khi cười lạnh thì trong lòng quán cũng dần dần dâng lên một tia cảnh giác nhàn nhạt, nhạt. Công kích mạnh mẽ lúc nãy đối với hắn mà nói cũng tiêu hao một lượng không nhỏ. Hơn nữa ma viên biến cùng với cả ngọc lôi thể đều có hạn chế về mặt thời gian. Hiện tại hắn đã không thể hoàn toàn giết chết Hoa Cốt như là ý muốn. Và nếu như lão gia hỏa này còn tiếp tục quần đầy hắn, chỉ chỉ sợ hắn thật sự sẽ rơi vào hoàn cảnh không có ổn. Nghĩ tới đây thì ánh mắt của Lâm Động khẽ có chút âm trầm. Ở trên khuôn mặt đột nhiên xẹt qua một tia lãnh quang Bàn tay khẽ nắm chặt cổ kích Điều động nguyên lực đã tiêu hao không ít trong cơ thể Nhưng mà ngay khi mà Lâm Động vừa mới điều động nguyên lực trong cơ thể Chuẩn bị liều mạng lần nữa Thì hoa cốt ở giữa không trung nhìn thấy thế sắc mặt cũng đột nhiên kịch biến Thân hình của lão đột nhiên giống như là tia chớp bắn ngược về phía sau Ngay sau đó liền bay vút đi Trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động Tiểu súc sinh Người chờ đó cho Lão Phu Mối thù giết con này Không đợi trời chung Lão Phu tuyệt đối không dễ dàng tha cho mạng của người đâu Ngay khi mà Hoa Cốt bỏ chạy rồi Thì có một âm thanh gầm gừ phẫn nộ của Lão cũng chuyển ra Vang vọng trong ngọn sơn mạch này Quanh quần không ngớt Ờ, cây này Lâm Động có chút chố mắt cứng lưỡi nhìn cảnh hoa khuất bỏ chạy còn nhanh hơn so với cả con thỏ trốn chết. Trong lúc nhất thời không thể lấy lại tinh thần Tuy rằng hắn biết công kích trước đó của mình Đã khiến cho hoa cốt chịu khổ sở không ít Nhưng hắn ngược lại cũng tiêu hao không nhỏ Và nếu như tiếp tục đánh nữa Ai chết ai sống cũng chưa thể nói trước được Nhưng mà lão gia hỏa kia không ngờ lại bỏ chạy nhanh tới như vậy <laughs> Lão gia hỏa này Xem ra bị một chiêu vừa rồi của ngươi dọn cho sợ vỡ mặt rồi Tiểu Điêu cũng bởi vì một màn này dọa cho ngần cả người, một lát sau mới nở ra nụ cười quái dị mà nói. Lâm Động bất đắc dĩ buông tay, vung tay áo lên, một đầu phù khôi liền xuất hiện ở trước mặt quán. Đây chính là đầu phù khôi hắn lấy được ở trong tay của Hoa Tông. Lão gia hỏa kia có lẽ là dựa vào dấu vết ẩn trong phù khôi này mà truy tung đến. Nếu như hủy diệt đi dấu vết kia, lão ta sẽ tìm không thấy chúng ta nữa đâu. Tâm thần lân động vừa động, một tia tinh thần lực cường đại mãnh liệt liền bao phủ lên trên thân thể của phù khôi Hắn hiện tại coi như là một linh phù sư hàng thật giá thật Muốn hủy diệt đi dấu vết tinh thần của Hoa Tông Thật là không phải là chuyện khó khăn gì Bởi vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi Hắn khẽ mở hai mắt ra và đã thành công lau đi dấu vết tinh thần trong phù khôi Rồi chúng ta rời khỏi nơi này trước đã Lần này lão gia hỏa này khinh địch mới chỉ một người một mình đuổi theo. Nếu như lão mang theo một ít cường giả âm khôi tông khác thì chỉ sợ là cục diện khác đi rồi. Chẳng qua cho dù như thế nào đi nữa thì vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này. Đem cái tai họa ngầm này xóa đi rồi Lâm động cũng khẽ hít một hơi Sau đó vẫy tay với cả tiểu viêm Tiểu viêm nhất thời lao đến biến thành một con mèo nhỏ Chui nhanh vào trong lồng ngực của Lâm động. Lão tập trùng này sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Lão ta phải trả giá thôi Nhìn tiểu viêm vết máu đầy mình Trong mắt của Lâm Đậm cũng dâng lên một cơn nộ hòa Lần này nếu không phải mình thức tỉnh đúng lúc Chỉ sợ ngay cả tiểu điêu lẫn tiểu viêm Đều gặp phải độc thủ của lão cầu kia rồi Chạy nhanh đi thôi Vạn nhất lão gia hỏa kia còn chưa từ bỏ ý định Quay trở lại Khổ đấu một phen nữa thì không ổn Hiện tại ngươi đã không thể ứng phó nổi hắn nữa đâu lần này tiểu điêu hiển nhiên cũng đã bị thương không nhẹ sau khi nói một câu liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong lòng bàn tay của lâm động yên tâm đi đợi đến sau gặp lại ta nhất định sẽ đánh chết lão cầu kia ngay lâm động oán hận cắn răng mà nói sau đó điều chỉnh thân thể lại một chút liền ôm theo tiểu viêm chân đạp kiếm mang thân hình hóa thành một đạo hồng mang bay ngược hướng với cả hoa cốt mà trong khi bọn lâm động nhanh chóng rút lui, thì tên hoa cốt kia cũng như chim sợ cảnh cong Thì chuyển ra tốc độ nhanh nhất của lão, cực kỳ là chật vật chạy trốn trở về thành đại khôi. Lúc trước trải qua một đường sống chết, lão hiển nhiên là bị dọa cho kinh tâm táng đàm, hiện tại làm sao còn dám giống như suy nghĩ của bọn lâm động, quay trở lại tìm phiền toái nữa. và dưới sự bỏ chạy bỏ mạng như vậy của lão, mấy giờ đồng hồ sau bóng dáng của thành đại khôi đã liền xuất hiện trong tầm mắt của lão. ngay sau đó lão đột nhiên phóng nhanh hơn một chút nữa, mang theo máu tươi đầy người, cực kỳ là chật vật trên bầu trời bay thẳng vào trong thành. thông thường mà nói ở những địa phương thành thị đông đúc như thành đại khôi, ở bên trên không trung là cấm đi lại, cho nên khi hoa cốt mang theo bộ dáng như vậy xuất hiện, đã lập tức khiến cho không ít người chú ý. chẳng qua may mà cũng có không ít người nhận ra lão chính là một đại nhân vật quyền thế trong âm khôi tông cho nên cũng không ai dám lên tiếng nói nhiều. Chẳng qua ở trong thành đại khôi cũng không thiếu những kẻ thực lực mạnh mẽ. Ánh mắt tinh nhạy. Ngay khi bọn họ nhìn thấy hoa cốt, liền phát hiện ra được. Hiện tại lão gia hỏa này đã bị thương không có nhẹ. Lúc này ở phân bộ đại ma môn, trên một tòa đại lâu hình tháp. Đôi mắt đẹp của mộ thiên thiên tràn gặp vẻ kinh ngạc nhìn thân ảnh đang bay qua trên bầu trời kia. Thì thảo lầm bẩm. Dựa vào thực lực tạo khí cảnh Đại thành của lão gia hòa này Ai có thể làm lão bị thương thành ra như vậy nhỉ Tiểu thư Theo như là tin tức của chúng ta nhận được Lần này hoa cốt ra ngoài tự hồ đã phát hiện ra hành tung của lâm động Sau lưng mộ thiên thiên một thân ảnh khẽ thấp giọng mà nói Cái gì? Lâm động? Nghe thấy vậy mộ thiên thiên cũng có chút khẽ rùng mình Một lúc sau bên trong đôi mắt đẹp tràn ngập lực hấp dẫn kia chợt nảy lên một tia kinh ngạc khó có thể che giấu. Ngọc thủ mảnh khảnh cũng không kiềm được mà đưa lên che lại đôi môi đỏ mọng. Một thanh âm rất nhỏ từ trong cặp môi của nàng mang theo vẻ khó tin mãnh liệt chợt truyền ra. Chẳng lẽ là hắn? Làm sao có thể như vậy được nhỉ? Trên tòa đại lâu hình tháp thì không khí có vẻ khá là yên tĩnh. Ở trên gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của mộ thiên thiên cũng bởi vì sự dữ liệu của mình mà hiện lên một vẻ khiếp sợ làm thế nào nhỉ làm sao có thể thế được nhỉ chủ lực của tiên lâm động đó chẳng qua mới là tạo hình cảnh tiểu thành mà thôi làm sao có thể khiến cho hoa cốt bị thương đến nông nỗi này cơ nhỉ sau khi sự khiếp sợ qua đi cầm mày của mộ thiên thiên khẽ nhíu chặt lại tự làm bầm được rồi người ấy đi điều tra việc lần này hoa cốt bị thương thành ra như vậy Át hẳn sẽ gây nên sự xôn xao không nhỏ trong âm khôi tông Ta muốn biết rằng rốt cuộc là ai đã đánh hắn bị thương như vậy Ánh mắt đẹp của mộ thiên thiên khẽ chớp động Rồi đột nhiên âm thanh lành lụng lành lụng mà nói Vâng Nghe vậy thân ảnh phía sau cũng cung kính đáp lời một tiếng Sau đó nhanh chóng lui xuống Cùng với thân ảnh đó lui đi Hàm răng trắng tinh của mộ thiên thiên cũng khẽ cắn nhẹ đôi môi Tuy rằng lý trí nói cho nàng ta biết với thực lực của lâm động hiển nhiên cũng không thể nào khiến cho hoa cốt thực lực tạo hình cảnh đại thành bị trọng thương đến bậc này nhưng trong mơ hồ nàng ta lại cảm giác được rằng sự dự liệu này của mình có thể là khá chính xác không sai mà nếu như sự dự đoán của nàng ta không sai vậy thì rất hiển nhiên từ đầu đến cuối nàng ta đã đánh giá quá thấp năng lực của lâm động rồi phải biết rằng tạo khí cảnh đại thành Thực lực này cho dù đảo mắt khắp cả quận đại hoang Cũng được coi là một cao thủ nhất lưu Thậm chí ngay cả đến nàng ta Nếu như độ phải hoa cốt Cũng hiển nhiên không thể khiến đối phương Bị thương nghiêm trọng đến như thế Trong đám thanh niên trẻ tuổi Của cả quần đại hoang này Có thể làm được điều này quả thực Giống như mò kim đáy biển Mà trước mắt rất hiển nhiên là Lâm Động lại được liệt vào hàng ngũ quý hiếm đó Nhưng mà mặc dù hiện tại đã đả thương được hoa cút Nhưng với tính cách của lão gia hỏa này Nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho lâm động hắn Đợi đến lần sau nếu như gặp lại hắn Thì e rằng sẽ triệu tập tất cả cao thủ của âm khôi tông để mà vây bắt Để lúc đó hắn mới thật sự là nguy hiểm đó Mộ thiên thiên lầm bẩm một mình Trong ánh mắt tràn ngập một vẻ cảm giác tiếc nuối Thực lực của một người có mạnh đến đâu đi nữa Thì cũng khó mà chống cự lại với cả một tông ngôn có điều nếu như lâm động quả thực có tiềm lực hơn người để lúc đó nàng ta còn có thể ra tay giúp đỡ một chút bởi vì dù sao đại ma môn và âm khôi tông thì cũng không phải có quan hệ tốt đẹp gì có thể khiến cho bọn chúng có thêm một kẻ địch mạnh khiến chúng ăn không ngon ngủ không yên vậy thì đó cũng là một chuyện khá tốt rồi lâm động à hiện tại giờ ngược lại ta lại cảm thấy có chút hứng thú với ngươi rồi đó thời gian cách phong ấn đại hoang cổ bị yếu đi không còn bao xa nữa Thiết nghĩ cơ hội này ngươi hẳn sẽ không bỏ lỡ Chỉ là không biết rằng Trên cái võ đài to lớn đó Ngươi lại có thể được bao nhiêu biểu hiện Khiến cho người ta kinh ngạc đây Mộ thiên thiên thản nhiên mà cười thì một mình Khóe miệng cong lên Quyến rũ đến mức động lòng người Chẳng qua đại hoang cổ bi lần này Thiết nghĩ cái tên biến thái của âm khôi tông Và cái tên võ sĩ của võ minh Cũng sẽ xuất hiện Ta thật sự là tò mò muốn biết rằng nếu như hai tên này đụng phải lâm động Sẽ là một kết cuộc đặc sắc như thế nào Nghĩ tới cảnh tượng đó trong con mắt của mộ thiên thiên cũng toát ra một sự mong chờ Ở trong đại sảnh của âm khôi tông Đông đảo các cao tầng của âm khôi tông nhìn về phía hoa cốt Khi thế mệt mỏi, sắc mặt âm trầm gần như dữ tợn Đang ngồi trên thủ vị trong đại sảnh kia trong mắt của tất cả mọi người ai nấy đều tràn ngập sự sợ hãi Hiển nhiên là tất cả bọn chúng đều không thể ngờ tới rằng Thực lực cấp bậc tạo khí cảnh đại thành của Hoa Cốt Lại cũng bị đánh cho đến nông nỗi như thế này Hạ lệnh xuống Toàn lực truy tìm tung tích của Lâm Động Ta sẽ đem việc này thông báo đến tổng bộ Kêu bọn họ phái thêm cao thủ tới Toàn lực với bắt tên súc sinh đó Nghe thấy giọng nói âm trầm đến cực điểm của hoa cốt Trong lòng tất cả mọi người đều khẽ chấn kinh Chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử tạo hình cảnh mà thôi Là phải kinh động đến tổng bộ hay sao Xem ra quả nhiên đúng là tên tiểu tử đó đã khiến cho hoa cốt bị thương đến đông nỗi này rồi Mọi người lặng lẽ nhìn nhau Đều nhìn ra trong mắt đối phương có chút kinh hãi Tạo khí cảnh đại thành Thực lực này cho dù là trong âm khối tông thì bọn chúng cũng đều coi như là cao thủ tuyệt đối nhưng hiện tại không ngờ lại chật vật đến như vậy trong tay một tên tiểu tử chưa đầy 20 tuổi. Phòng ấn của đại hoang cổ bi sắp sửa tới thời gian yếu nhất. Đến lúc đó tên tiểu tử kia nhất địch định đi sẽ đi xem. Lần này ta phải khiến cho hắn có mọc thêm cánh cũng khó thoát được. Ở trong đại sành, hoa cốt, ấm ức, sắc mặt âm trầm, giọng nói tràn đầy sự âm lãnh, toát ra sự phẫn nộ và sát ý đến cực điểm, Lần này Lâm Động quả thực đã khiến cho Lão mất hết thể diện Mối thủ này tuyệt đối không thể nào không báo Mà khi ngay cả Thành Đại Khôi đều bị chuyện của Hoa Cốt bị trọng thương mà chấn động Thì Lâm Động thân là một nhân vật chính của việc này Lại đã nhanh chóng rời xa nơi xảy ra sự việc Do đó đã giải trừ dấu vết ẩn ở trong phủ khôi Hắn cũng không sợ rằng lão hoa cốt đó đuổi theo được nữa Cho nên tốc độ trên đường đi cũng có chút chậm lại ở trong xuân mạch rừng rậm rộng lớn này lâm động ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi ánh mắt nhìn về hướng tây bắc nơi đó chính là hướng mà đại hoang cổ bi tọa lạc đại hoang cổ bi là một nơi cực kỳ có danh tiếng của cả quận đại hoang thậm chí cả vương triều đại viêm này mỗi lần phong ấn của nó suy yếu thì không thể nghi ngờ đều chính là sự kiện trọng đại nhất của quận đại hoang vô số những cao thủ từ những vương triều đại viêm thậm chí là một số vương triều xung quanh đều đến tham dự mục tiêu của tất cả mọi người đều là vì vô số những báu vật ở bên trong đại hoang cổ bi do tôn phái từ thời viễn cổ lưu lại mức độ quý hiếm thì có thể là nói người thường khó mà tưởng tượng hết được chỉ cần may mắn có thể có được một món báu vật bên trong đó thôi thì nói không chừng có thể khiến cho bản thân nhất bộ phong vân thực lực đại tiến so sánh với những báu vật trong đại hoang cổ bi này thì cổ mộ phủ mà lâm động đã đến lần trước căn bản không thể nào so sánh Cách ngày phong ấn của Đại Hoang Cổ Bi suy yếu nhất có lẽ vẫn còn thời gian khoảng 10 ngày nữa. Hiện tại thiết nghĩ chắc đã có rất nhiều người đang tiến về Đại Hoang Cổ Bi rồi. <laughs> Đây mới gọi là náo nhiệt chứ, vui thật đó. Khuôn mặt Lâm Động hé ra một nụ cười mỉm. Đây mới là hội hội tụ quần hùng. Muốn có được báu vật trong Đại Hoang Cổ Bi, người không có chút bản lĩnh e rằng ngay cả đến nước canh cũng chẳng có mà húp. Thiết nghĩ tứ đại tông tộc của vương triều đại viêm có lẽ cũng phải người đến đó Nói không chừng còn có thể gặp được một số người quen nữa <laughs> Khuế miệng lâm động khẽ nhách ra Hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Trong thời gian ngắn ngủi thời gian một năm trôi qua Nhưng hắn hiện tại đã không còn là một tên tiểu tử nguyên đan đại viên mãn khi đó Ngay đến khí tức của lâm lang thiên áp bức cũng không thể chống đỡ nổi Giờ đây Lâm Động hiện tại có lòng tin tuyệt đối là cho dù đánh không lại Lâm Lang Thiên nhưng nếu như hắn muốn bỏ đi Đối phương cũng không có năng lực giữ chân hắn cho dù chỉ là nửa bước Còn về vương viêm thì Một quyền của lâm động khẽ nắm lại thôi Là cái tên này lúc đó sẽ khiến hắn vô cùng chật vật Hiện tại lâm động có lòng tin sẽ đánh tan hắn một cách triệt đề Vui đây vui đây quần hùng tranh đấu Ta ngược lại muốn xem thử nhân tài kiệt xuất của đám thanh niên trẻ tuổi vương triều đại viêm này Rốt cuộc có thể mạnh đến mức độ nào nhỉ <laughs> ánh mắt lâm động nóng rực lên hắn mặc dù không có bối cảnh và nội tình hiển hách một thân bản lĩnh hiện tại toàn bộ đều là dựa vào bản thân trải qua sinh tử khổ tâm tu luyện mà giành lấy được nên đối với bất kỳ một yêu nghiệt thiên tài của tông phái nào hắn đều không chút sợ hãi có điều ngoài miệng thì nói thế thôi nhưng mà trong lòng lâm động cũng không dám có chút khinh thể sư tử săn thò thì cũng đều phải dốc toàn lực cả trong lòng muốn mang theo một cảm giác may mắn hoặc là khinh thường thì cuối cùng cũng đều khó tránh khỏi kết cục bi thảm. Bàn tay Lâm Động khẽ lật lại, một kiện nội giáp màu vàng thẫm liền xuất hiện trong bàn tay hắn. Đây chính là linh bảo cao cấp lấy được từ trên người cổ Hoa Tông, Huyền Hoàng Điện Giáp. Sức phòng ngự của kiện linh bảo này Lâm Động cũng đã đích thân thể nghiệm. Nếu như có thể sửa chữa lại đôi chút, ắt có thể có thêm sự đảm bảo an toàn không nhỏ cho bản thân. Nếu như trong lúc giao chiến với Hoa Cốt Huyền hoàng địa giáp này được sửa chữa xong Lâm Đồng cũng không đến mức bị hắn đánh cho bị thương đến như thế này Mà trong đại hoang cổ bi này tuy rằng cơ may rất nhiều Nhưng nguy hiểm cũng trùng trùng điệp điệp Thêm một chút bảo hiểm cho tính mạng thì suy cho cùng không phải là không tốt Cho nên huyền hoàng địa giáp này hắn nhất định phải lợi dụng cho nó tốt Nếu không thì sẽ có chút lãng phí bảo vật trời cho Với thực lực của linh phù sư hạ cấp của Lâm Động bây giờ muốn điều chế linh bảo cao cấp khẳng định là không có năng lực đó có điều về phương diện sửa chữa vấn đề có thể miễn cưỡng thông qua lấy ra huyền hoàng địa giáp tâm thần lâm động khẽ lai truyền tinh thần lực hùng hồn liền ngưng tụ trước mặt một âm thanh suy suy vang lên tinh thần lực liền ngưng tụ lại hóa thành một tia tinh thần chi hòa thuần khiết ở trong mơ hồ có một luồng ba động kỳ dị đang lan tràn thao túng tinh thần chi hòa rơi trên huyền hoàng địa giáp một lát sau trên bề mặt của nó liền phát ra một âm thanh suy suy nhàn nhạt, nhạt loại chuyện tình sửa chữa linh bảo cao cấp như huyền hoàng địa giáp này thì cũng không coi là dễ dàng nhanh chóng có điều may mắn là lâm động cũng hiểu được đạo lý làm chậm mà chắc hôm nay thành công thoát khỏi sự truy sát của hoa cốt tâm tình hắn cũng có chút mừng rỡ có đủ tinh lực để mà chậm rãi sửa chữa huyền hoàng địa giáp mà quá trình sửa chữa này thoáng chốc đã trôi qua hơn 2 ngày ở trong hai ngày này toàn bộ thời gian của Lâm Động đều dùng vào việc sửa chữa nó Có điều may mắn là công sức quán bỏ ra cũng đạt được thu hoạch không nhỏ Lâm Động không chỉ ngày càng thành thục trong việc sử dụng tinh thần chi hòa Hơn nữa huyền hoàng địa giáp cũng được hắn hoàn toàn sửa chữa xong Ở trên đỉnh núi Lâm Động nhìn huyền hoàng địa giáp lại một lần nữa toàn thân phát ra vầng hào quang kỳ diệu Cương mặt cũng lộ ra một nụ cười hài lòng lắm Vất vả như vậy hắn cũng coi như đã sở hữu một kiện linh bảo cao cấp phòng ngự của riêng mình tuy rằng nó là cướp được từ trong tay kẻ khác rồi ok mọi việc đã chuẩn bị xong lâm động cười lớn một tiếng sảng khoái lập tức mặc vào huyền hoàng địa giáp trên người ngay lập tức hắn liền cảm nhận được một đào quang mang từ trong huyền giáp toát ra bao phủ lên khắp người của hắn tầng quang mang đó nhìn có vẻ mỏng manh nhưng lại có đủ tư cách coi thường sự công kích của một cao thủ tạo hình cảnh bình thường. Sau khi huyền hoàng điện giáp hoàn toàn được sửa chữa xong, Lâm Động cũng đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn về phương hướng Tây Bắc. Hôm nay cũng đã đến lúc đi đến đại hoang cổ nguyên rồi, thiết nghĩ nơi đó hiện giờ chắc là vô cùng náo nhiệt đây. Tiểu viêm đâu rồi? Bàn tay Lâm Động vừa phất, dưới khu rừng chợt chuyển đến tiếng hồ gầm mạnh mẽ. Ngay sau đó lôi quang chớp động, Tiểu viêm đã phóng thẳng lên Nhìn thấy tiểu viêm phóng tới Lâm động vừa định cưỡi lên Thì ánh mắt chợt khẽ chấp động Đột nhiên quay người qua Nhìn lại về hướng nam Ở nơi đó chợt truyền đến một âm thanh xé gió mạnh mẽ Tiếp đó là lâm động liền nhìn thấy một gã thanh niên mặc áo đen Chân dẫm lên thân một con cự ưng đang bay nhanh đi Trên vai của tên thanh niên đó Mang theo một thanh thiết côn nặng màu đen Trong mơ hồ có một luồng chiến ý cuồng nhiệt Thì trong người của tên thanh niên này toát ra Kinh nhờ, chiến ý thật mạnh Khí tức cũng thật mạnh đó Nhìn người thanh niên cưỡi trên cờ ưng Vai khiêng thanh thiết côn Trong mắt lâm động cũng toát ra vẻ kinh ngạc nồng đậm Ở Không ngờ rằng Trong đám thanh niên tiểu bối của quận Đại Hoang Thì vẫn còn nhân vật kiệt xuất đến như vậy Mà ngay lúc lâm động đang quan sát thân ảnh đó Đối phương dường như cũng cảm giác được Ánh mắt cũng chợt chuyển qua Về phía lâm động Chợt ánh mắt của gã thanh niên đó Cũng toát ra vẻ kinh ngạc trong miệng cũng chuyển ra một âm thanh kinh dị. Tốc độ cũng dần dần chậm lại. Theo mình đoán thì chắc Lâm Động lại có thêm một người bạn rồi. Rồi ok chúng ta sẽ kết thúc tập 56 tại đây. Và mình nhân đây thì cũng thông báo là mỗi ngày mình sẽ ra một tập định càn khôn thôi. Tuy nhiên thì mình sẽ uh, tăng độ dài của mỗi tập lên. Chứ mình không chia lẻ nhiều nữa. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện Đặc biệt là nhấn nút đăng ký kênh Diệp Tâm Audio Và nhấn kích vào nút chuông thông báo để mà nhận được những thông báo của những tập truyện mới nhất Ngoài ra thì mình có để uh, địa chỉ donate ở dưới phần mô tả Các bạn có thể uh, có lòng thì có thể donate cho mình Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày tiếp theo